Không giống như việc đi thăng bằng trên dây được kéo căng và cố định như thông thường, Slacklines yêu cầu người chơi phải đi trên dây cước buộc trùng, khiến việc cân bằng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí cuộc thi còn khó nhằn hơn khi các vận động viên biểu diễn các động tác như nhảy trên dây hay nhào lộn. Môn thể thao mạo hiểm này đã xuất hiện khá phổ biến đối với giới trẻ tại châu Âu thời gian qua. Slacklines đòi hỏi người chơi phải biết vận dụng sự quan sát với yếu tố bình tĩnh tuyệt vời để có thể biểu diễn những kỹ thuật nhào lộn trong khi vẫn giữ thăng bằng trên dây. Slackline được khai sinh tại Mỹ và chỉ dành cho những người có thần kinh thép tham gia. Cuộc thi năm nay thu hút 30 thí sinh của 14 quốc gia trên thế giới tham dự. Giành chiến thắng tại cuộc thi năm nay là thí sinh Chile 32 tuổi.